Ngày 9 tháng 5 vừa qua, Ban Chỉ đạo 35-57 tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ, nhóm chuyên gia, mạng lưới cộng tác viên các cấp và đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng của tỉnh. Nội dung của năm nay á thì chủ yếu là để cho anh em tiếp cận các cái phương pháp, các kỹ năng viết bài, nhất là viết bài để tham dự cái cuộc thi chính luận, viết bài chính luận giải búa liềm vàng. Thì ngoài ra thì buổi chiều nay thì sẽ được tập huấn cái diễn tập cho anh em, cho lực lượng này là lan tỏa những cái thông tin tích cực. Qua một ngày tập huấn, đội ngũ nhóm chuyên gia, mạng lưới cộng tác viên và đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm trong viết bài về xây dựng Đảng, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cũng như quy trình tổ chức diễn tập và đa dạng hóa các hình thức triển khai tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sau khi mà nghe các báo cáo viên trình bày thì những cái nội dung, ví dụ như là biết thêm về cái cách để mình xác định cái chủ đề, cũng như là cái tiêu chí và cái cách thức để chúng ta viết những cái bài về công tác xây dựng Đảng. Thì công tác xây dựng Đảng hiện nay cũng là một cái khâu rất là quan trọng của Đảng ta. Cái thứ hai là trong cái hội nghị này thì cũng có trao đổi thêm về một số cái kỹ năng tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng hiện nay. Và cái nội dung thứ ba mà tôi thấy hội nghị này đó là tức là được các báo cáo viên chia sẻ cho một số cái kỹ năng về sử dụng, tức là cái nền tảng TikTok để mình có thể là tuyên truyền trên mạng cho nó đa dạng trong cái điều kiện hiện nay. Đối với mình là tham gia lớp tập huấn ngày hôm nay thì mình có hai cái nội dung. Thứ nhất là hệ thống cho mình lại các kiến thức, đặc biệt là các bước để viết một cái bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng cũng như là chống phá các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Cái nội dung thứ hai là cập nhật các kiến thức mới, đặc biệt ở trong đó có 5 nội dung mà được báo cáo viên chia sẻ về các chuyên đề mang tính chất thời sự trong năm 2024. Sau khi mà tham gia buổi tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phòng chống các luận điệu sai trái thù địch, thì bản thân tôi có thêm kỹ năng để mà về cái kỹ năng viết tin bài, về cái kỹ năng cập nhật thông tin xấu độc, thông tin sai trái, để từ đó chúng ta phân loại và chúng ta có những cái bài viết phản bác các luận điệu sai trái đó.